chào các bạn, tôi là Trần Trung và bên cạnh tôi là chị Hồng Sâm. Các bạn đang xem video số 03 về series cơ bản của After Effects. Hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn bài tập số 3 về Animation và Keyframe. Và để hướng dẫn cho các bạn về phần này thì chúng ta có chị Hồng Sâm là một chuyên gia về hiệu ứng của công ty DNA Nhật Bản sẽ giới thiệu cho các bạn các bước cơ bản nhất để học về After Effects, đặc biệt là trong phần Animation. Xin mời các bạn. Chào mừng các bạn đến với series hướng dẫn After Effects căn bản. Tôi là Hồng Sâm và bạn đang xem tò mò.vn. Ở bài cơ bản số 3 này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Animation, Keyframe và Motion Blur. Đây là những công cụ cực kỳ cơ bản và được sử dụng nhiều nhất khi mà bạn sử dụng phần mềm After Effects. Để bắt đầu, bạn kéo file movie vào cửa sổ Composition. Và chúng ta bắt đầu thay đổi các thông số animation trong movie bằng cách mở transform. Ở trong transform thì gồm có 5 thông số cơ bản. Thứ nhất là anchor point. Nó chính là điểm ở chính giữa màn hình này. Điểm anchor point là hay còn gọi là điểm neo. Điểm này sẽ không thay đổi khi mà bạn có thay đổi scale, tức là độ to nhỏ của hình ảnh, hay là rotation, độ quay của hình ảnh, hoặc là opacity, độ trong mờ của hình ảnh. Thì cái điểm này luôn luôn được cố định ở đây. Tất nhiên là nó sẽ không chịu tác động bởi position. Position hay còn gọi là vị trí của hình ảnh. Khi bạn kéo vị trí nó sang một cái điểm mới thì bạn có thể nhìn thấy cái hình ảnh nó được thay đổi. Nếu muốn thay đổi cái điểm anchor point thì bạn có thể kích vào cái biểu tượng pan behind, hay phím tắt nó là Y, và bạn kéo cái điểm này đến một cái vị trí mới. Khi đó bạn thay đổi scale hoặc rotation thì bạn sẽ thấy trọng tâm của hình ảnh nó đã được chuyển sang cái vị trí mới này. Để bắt đầu một chuyển động, chúng ta cần tạo nên các keyframe. Ở giây số 0, tôi sẽ tạo nên một keyframe bằng cách ấn vào biểu tượng hình đồng hồ ở bên trái chữ position. Khi đó thì tôi được một biểu tượng keyframe màu vàng ở giây số 0. Để tạo nên keyframe tiếp theo thì chúng ta có 3 cách. Thứ nhất là bạn có thể bấm vào biểu tượng ở bên trái add or remove keyframe tại thời điểm hiện tại. Thì bạn sẽ có cái keyframe tiếp theo. Ở cái keyframe này thì bạn cần phải đặt vị trí mới cho hình ảnh của mình. Hoặc là cách thứ hai, bạn có thể delete keyframe bằng cách là bấm chọn vào frame, vào cái keyframe và bấm nút delete trên bàn phím. Cách thứ hai để keyframe thì bạn có thể trực tiếp điều chỉnh hình ảnh trên cửa sổ composition. Chúng ta có thể xem thử hình ảnh được chuyển động như sau. Cách thứ ba để tạo nên một keyframe là bạn có thể điều chỉnh thông số trực tiếp ở trên thanh timeline. Tương tự đối với thông số opacity thì bạn cũng tạo nên các keyframe như đã từng tạo như với position. Ở giây tiếp theo tôi đưa thông số opacity về 0. Bạn có thể thấy hiệu ứng tạo ra như sau. Tương tự thì chúng ta sẽ đặt keyframe cho thông số scale. Tôi sẽ thu nhỏ hình ảnh lại. Bạn có thể thấy hình ảnh đã được thu nhỏ bằng cách play. Cho rotation, tôi sẽ đặt cho rotation một độ quay là 180 độ. Đại khái thế.
Như các bạn đã thấy thì bằng cách kết hợp nhiều cái thông số khác nhau thì chúng ta có thể tạo nên những cái chuyển động thú vị cho hình ảnh. Bạn có thể nhấn, thay vì việc bấm play ở trên cái cửa sổ preview thì bạn có thể bấm dấu cách trên bàn phím để xem thử. Bấm dấu cách lần tiếp theo để dừng lại. Để cho chuyển động được mượt hơn, chúng ta sẽ kích hoạt chế độ Motion Blur. Motion Blur là tính năng giúp làm nhòe hình ảnh khi chuyển động. Và để kích hoạt tính năng này thì chúng ta cần phải thông qua hai bước. Thứ nhất là bật tính năng Motion Blur ở trên layer có chuyển động. Bước thứ hai, kích hoạt công cụ Motion Blur ở trên cửa sổ timeline. Bạn có thể nhìn thấy hình ảnh đã được mờ đi như trong chuyển động thực tế. Cuối cùng là một số phím tắt quan trọng trong quá trình làm animation. Để mở thông số position, bạn nhấn phím B, bấm T để mở opacity, phím A để mở anchor, phím R để mở rotation hoặc phím S để mở scale. Trường hợp bạn muốn mở đồng thời nhiều thông số khác nhau, bạn bấm phím Shift và phím bạn muốn mở, chẳng hạn tôi giữ phím Shift và bấm B để mở thêm position, bấm Shift, bấm R để mở rotation, Shift T để mở opacity. Cuối cùng là một phím tắt quan trọng nhất. Chẳng hạn trong cái layer của bạn chỉ có hai thông số là có điểm key, và khi mà bạn đã tắt cái transform lại thì bạn sẽ bấm U để mở ra những cái thông số mà đã được key trước đó. Cái phím U này rất là quan trọng, bởi vì khi chẳng hạn như là ở trên layer của bạn có rất nhiều cái điểm key khác nhau hoặc là có rất nhiều hiệu ứng khác nhau và bạn chỉ muốn xem những cái thông số mà có điểm key thì phím U này sẽ giúp bạn rất là nhiều. Phần 3 của series cơ bản đến đây là kết thúc. Bạn nhớ đón xem phần tiếp theo trong chuyên đề căn bản là tách nền phông xanh trong After Effects. Tạm biệt, tôi là Hồng Sâm và đây là tò mò.vn.